Chào các bạn, hôm trước mình đã học và ba câu thì bữa nay mình sẽ học tiếp tục cái bộ này đề này, cái câu số 4 nha. Mình sẽ coi câu số 4 có nội dung gì. Đây là câu số 4 nha. Câu số 4, ý số 1 ha. Mình sẽ áp dụng, apply là áp dụng mạng, áp dụng cái Orange Organic Theme. Theme là gì bạn? Theme là một chủ đề. Chủ đề là bao gồm các phông chữ, màu sắc và kích cỡ do cái cho nguyên cái trang đó, cho nguyên cái trang, áp dụng cho toàn cái trang. Thì để thay đổi theme thì mình sẽ vào một cái tab menu, là để thiết kế cho toàn bộ trang mình sẽ tạo cho tab design. Tab tab design thì nhìn từ trái qua thì mình ngay cái ban đầu tiên mình thấy là themes. Rồi kế tiếp là những cái format của văn bản, màu sắc, phông chữ. Set as default là cài đặt lúc mặc định luôn. Sau này bạn chỉ mở lên chỉ có theme này thôi. Watermark, by color và by border. Thì nhìn qua mình có những chức năng như trên ha. Thì để áp dụng cái theme thì mình sẽ chọn theme và chọn đúng cái tên đề bài yêu cầu, đó là Organic. Thì bấm vô, các bạn này ha, bấm vô nó sẽ thay đổi bình thường đó. Tôi bấm vô, đó, thay đổi lại. Rồi, như vậy chúng ta đã áp dụng được cái Organic Theme vào cái văn bản này. Văn bản này đã được nhận một cái màu sắc khác, phông chữ nó hơi khác. Các bạn có thể thấy rồi đó, nó khác. Rồi, tiếp theo hãy tạo ra một cái theme color, một cái bảng, một cái màu màu nào đó nào khá ăn. Mình sẽ chọn color và mình sẽ customize nó đi, customize colors. Thì ở trong đây mình sẽ tạo ra một bảng màu khác, đó là accent one, chuyển qua màu xanh. Thì ở đây nó có màu xanh rồi nhưng nó là màu xanh xanh accent one. Mình sẽ chọn đúng màu xanh standard yêu cầu của nó, màu xanh chuẩn nha bạn. Bấm vô. Cuối cùng hãy lưu cái theme này tên là Office. Mấy bạn lưu ý nha, bạn đừng bấm dội, bạn sẽ ghi lại là Office. Đó. Sau khi bạn ấn xong, bạn ấn lưu. Đó. Như vậy bạn đã làm ra một cái bảng màu riêng, đó là Colors, đó. Office đúng bạn. Và cái theme là cái màu Organic. Nếu như bạn thích thì bạn có thể cài đặt nó mặc định, sau này bạn sử dụng là bảng màu sắc này luôn. Còn không thì để thì nó sẽ khi mà mở lại thì nó sẽ chọn lại cái theme ban đầu tiên là Office ban đầu tiên. Đối với câu này thì rút ra một điều là chúng ta có thể thay đổi cái theme màu sắc cho phù hợp cho cái trang của mình, đối với bài của mình. Rồi tiếp theo. Câu số 2 là hãy lưu văn bản mình dưới dạng là hoặc template. Bạn để ý nha, khi bạn đi thi thì bạn có thể thấy nút self và s, thì bạn thấy hai cái nút này thì bạn sẽ biết chọn vào file được chưa bạn. Thì ở đây mình sẽ lưu theo yêu cầu đề bài là trên máy tính của mình sẽ chọn browse để cho bạn lọc ra trên vị trí của mình. Thì ở đây người ta kêu lưu là hoặc template, thì sổ xuống có hai loại bạn, ba loại luôn. Word template, Word 97/203 template và Word macro able template. Thế bạn lưu ý bạn chọn đúng cái yêu cầu của đề bài là Word template chứ không có chọn hai cái dưới, chọn đúng cái thôi. Rồi và giữ nguyên cái tên file, bạn để giữ nguyên tên file không sửa nha, và lưu file vào thư mục document. Thế bạn lưu ý bạn sẽ chọn thư mục document. Đó, chọn vào thư mục document và ấn nút lưu. Ok. Là coi như mình đã hoàn thành câu số 4. Câu số 4 rất là đơn giản. Nếu mà bạn thích thì hãy like và subscribe kênh này nha. Rồi chúng ta sẽ hẹn các bạn gặp ở câu số 5. Rồi chào các bạn.